Chào các con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài luyện tập sách giáo khoa toán 5 trang 171. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6 cm². Tính diện tích của hình tứ giác ABCD. Biết tỷ số diện tích của hình tam giác ABEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3. Các con quan sát hình vẽ. Hình vẽ bên là hình tứ giác ABCD. Trong hình tứ giác ABCD thì gồm hai hình, đó là hình tứ giác ABED và hình tam giác BEC. Biết rằng diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC là 13,6 cm², và tỷ số giữa hình tam giác BEC và hình tứ giác ABED là 2/3. Bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta tính được diện tích của hình tam giác ABCD? Mà diện tích của hình tam giác, hình tứ giác ABCD gồm hai hình này. Thế giờ muốn tính được diện tích của hình tứ giác ABCD thì chúng ta phải tính được diện tích của hình tứ giác ABED và diện tích của hình tam giác BEC. Đấy. Mà bài chúng ta đã cho chúng ta biết là diện tích hình tứ giác trừ đi diện tích của hình tam giác thì bằng 13,6 cm². Đấy, tức là hiệu giữa hai hình. Và tỷ số giữa hai hình là 2/3. Tức là diện tích hình tam giác là 2 phần thì diện tích của hình tứ giác là 3 phần. Đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Tìm hai số tức là tìm diện tích hình tam giác và diện tích của hình tứ giác. Khi biết hiệu là 13,6 cm² và tỷ số là 2/3. Tức là diện tích của hình tam giác là 2 phần thì diện tích của hình tứ giác là 3 phần. Cô giáo sẽ vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán như sau. Diện tích của hình tam giác là BEC là 2 phần bằng nhau thì diện tích của hình tứ giác ABED là 3 phần như thế. Đấy. Và diện tích của hình tứ giác lớn hơn diện tích của hình tam giác là 13,6 cm² đây. Bây giờ yêu cầu tính diện tích của hình tứ giác ABCD. Thì chúng ta phải tính được diện tích của hình tam giác BEC và hình tứ giác ABED. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Thì đầu tiên chúng ta phải tính được hiệu số phần bằng nhau giữa hai hình. Là chúng ta sẽ lấy 3 trừ đi 2 bằng 1 phần. Và nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy là 1 phần này ứng với 13,6 cm². Như vậy giá trị 1 phần sẽ là 13,6 cm². Biết giá trị của 1 phần là 13,6 cm² rồi. Thì chúng ta lấy 13,6 cm², chúng ta nhân với 2 thì ra diện tích của hình tam giác BEC. Và lấy 13,6 nhân với 3 thì chúng ta ra diện tích của hình tứ giác ABED. Đấy, hoặc là chúng ta lấy diện tích của hình tam giác BEC chúng ta cộng với 13,6 thì cũng ra diện tích của hình tứ giác ABED. Vậy không? Có rất nhiều cách. Phép tính đầu tiên chúng ta trả lời là hiệu số phần bằng nhau là ba trừ hai bằng một phần
Tiếp theo chúng ta tính diện tích của hình tam giác BEC. Câu trả lời là diện tích của hình tam giác BEC là chúng ta tí lấy giá trị của một phần, tức là ta sẽ lấy 13,6 chia cho 1 rồi nhân với 2. 13,6 chia cho 1 thì vẫn bằng 13,6, nhân với 2 bằng 27,2 cm vuông. Như vậy diện tích của hình tam giác BEC là 27,2 cm vuông. Bây giờ tiếp theo chúng ta tính diện tích hình tứ giác. ABED. Là có thể là chúng ta sẽ lấy 13,6 chia cho 1 rồi nhân với 3. Đấy. Hoặc là chúng ta lấy diện tích của hình tam giác là 12,7. Chúng ta cộng với 13,6. 27,2 cộng với 13,6. 27,2 cộng 13,6 thì chúng ta được kết quả bằng 40,8 cm vuông. Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của hình tứ giác ABCD. Biết diện tích của hai hình rồi, bây giờ chúng muốn tính diện tích của hình tứ giác ABCD, chúng ta sẽ lấy diện tích hình tam giác 27,2 cộng với diện tích hình tứ giác 40,8. Diện tích hình tứ giác ABCD là 27,2 cộng 40,8 thì chúng ta được kết quả bằng 60 40,8 cộng với kết quả bằng 68 cm vuông. Đáp số cm vuông. Như vậy, bài tập 1 vừa rồi, chúng mình ôn lại dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Đó là dạng toán mà chúng ta đã học từ lớp 4. Tiếp tục, chúng ta chuyển bài tập 2. Lớp 5A có 35 học sinh, số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Bài toán này cũng là dạng toán ở lớp 4 chúng ta đã học rồi. Biết là học sinh của lớp 5A là 35, tổng số học sinh là 35 học sinh. Tỷ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 3/4. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Muốn biết số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Thì chúng ta phải tính được số học sinh nữ là bao nhiêu và học sinh nam là bao nhiêu. Cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Tổng số học sinh nam và nữ đấy, là 35 học sinh. Học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ, tức là học sinh nam chia làm 3 phần bằng nhau thì học sinh nữ chia làm 4 phần như thế. Đấy, như bây giờ hỏi số học sinh nữ, đấy, học sinh nữ đây này, nhiều hơn số học sinh nam, chỗ này là bao nhiêu học sinh? Đây chính là dạng toán
tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Tìm hai số là tìm số học sinh nữ và học sinh nam. Ở đây số học sinh nam là số bé, số học sinh nữ là số lớn, tổng là 35. Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó thì điều đầu tiên chúng ta phải tính được tổng số phần bằng nhau. Thì chúng ta sẽ lấy 3 cộng 4 bằng 7 phần. Đấy. Khi mà biết tổng số phần là 7 phần mà tổng số học sinh là 35 thì chúng ta sẽ tìm giá trị một phần. Tức là ta sẽ lấy 35 chia cho 7. Đấy, được 5. Như vậy giá trị của một phần là 5. Sau đó ta nhân với 3 tìm là ra số học sinh nam, hoặc là nhân với 4 ta tìm số học sinh nữ. Tìm số học sinh nam trước cũng được, hoặc tìm số học sinh nữ trước cũng được. Sau khi tìm được số học sinh nam rồi thì chúng ta tìm số học sinh nữ. Đấy. Và khi biết được học sinh nam, học sinh nữ rồi thì chúng ta sẽ lấy số học sinh nữ trừ đi học sinh nam thì sẽ ra số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu học sinh. Như vậy phép tính đầu tiên chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau là 3 cộng 4 bằng 7 phần. Sau đó chúng ta tìm số học sinh nam. Số học sinh nam là 3. Ta tìm giá trị một phần và chúng ta gộp vào với học sinh nam luôn. Mở ngoặc 35 chia cho 7 để tìm giá trị một phần. 35 chia 7 bằng 5. Rồi nhân với học sinh nam là 3 phần. 5 nhân với 3 bằng 15 học sinh. Tiếp theo chúng ta tìm số học sinh nữ. Câu trả lời là số học sinh nữ là 35. Chúng ta lấy tổng số học sinh của cả lớp là 35 trừ học sinh nam 15. 35 trừ 15 bằng 20 học sinh. Bây giờ chúng ta tìm xem học sinh nữ hơn học sinh nam là bao nhiêu. Ta lấy 20 trừ 15 bằng 5 học sinh và câu trả lời số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 20 trừ 15 bằng 5 học sinh. Đáp số 5 học sinh. Bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã ôn lại dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Đây là dạng toán chúng ta đã học từ lớp 4. Tiếp tục chúng ta làm bài tập 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ 12 lít xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Bài toán cho chúng ta biết là một ô tô cứ 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Đấy. Biết rằng ô tô đó đi 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng. Đây là bài toán cũng rất là dễ. Cô giáo tóm tắt bài toán như sau.
100 km thì hết 12 lít, 75 km hết chấm chấm lít. Và đây chính là dạng toán mà dạng toán nhỉ, rút về đơn vị, phải không? Đây là dạng toán rút về đơn vị mà chúng ta cũng đã học, đang làm quen từ lớp 3 và lên lớp 5 chúng ta cũng đã học lại rồi. Bây giờ muốn biết 75 km hết bao nhiêu lít xăng thì chúng ta phải biết là 1 km hết bao nhiêu lít xăng, phải không? Muốn biết 1 km hết bao nhiêu lít xăng thì chúng ta sẽ lấy 12 chia cho 100. Biết 1 km hết bao nhiêu lít xăng thì chúng ta sẽ lấy số lít xăng của 1 km nhân với 75 thì sẽ biết rằng 75 km hết bao nhiêu lít xăng. Câu trả lời của phép tính đầu tiên là gì? Ô tô đi 1 km tiêu thụ hết số lít xăng là? Mười hai chia cho 100 thì được kết quả bằng 0,12 lít. Tiếp theo chúng ta lấy 0,12 nhân với 75 thì bằng 9 lít xăng, và câu trả lời là ô tô đi quãng đường 75 km tiêu thụ hết số lít xăng là. Không phẩy 12 nhân 75, không phẩy 12 nhân với 75 thì bằng 9 lít. Đáp số chín lít xăng. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỷ lệ xếp loại học lực của học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Thắng Lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh. Chúng ta quan sát biểu đồ. Đây là biểu đồ hình quạt. Trong biểu đồ này, chúng ta thấy là trong biểu đồ này ghi rõ xếp loại học lực của học sinh lớp 5 trường tiểu học Thắng Lợi. Học sinh giỏi, đấy, học sinh giỏi bằng biểu đồ hình quạt biểu thị màu xanh thẫm là 25%, chiếm 25%. Học sinh trung bình, đấy, màu xanh nhạt, chiếm 15%. Còn số học sinh khá này là nhiều nhất, bao nhiêu phần trăm? Mà biết số học sinh khá là 120 học sinh. Đấy, biết học sinh khá là bao nhiêu, là 120 học sinh. Đấy, vậy thì muốn tính được số học sinh mỗi loại là bao nhiêu, biết học sinh khá là 120% nhưng chúng ta phải tìm được bao nhiêu phần trăm, 120 học sinh nhưng chưa biết nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Đấy, học sinh giỏi 25% là bao nhiêu học sinh, và học sinh trung bình 15% là bao nhiêu học sinh. Đấy, như vậy có tổng xếp loại 3 loại học sinh, đó là giỏi, khá và trung bình. Muốn tính được mỗi loại học sinh là bao nhiêu học sinh và học sinh khá là bao nhiêu phần trăm thì đầu tiên chúng ta phải tính xem là số học sinh giỏi và học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm. Chúng ta lấy 25% cộng với 15%.
Sau đó chúng ta lấy 100%, tức là tổng số phần trăm của ba loại học sinh này, ta trừ đi tổng số phần trăm của học sinh giỏi và học sinh trung bình thì sẽ ra số phần trăm học sinh khá. Biết số phần trăm của học sinh khá, biết số học sinh khá là 120 học sinh. Vậy thì chúng ta sẽ tìm 1% chiếm bao nhiêu học sinh. Biết 1% chiếm bao nhiêu học sinh thì chúng ta sẽ tìm được số phần trăm của học sinh giỏi và học sinh trung bình là bao nhiêu học sinh. Phép tính đầu tiên là chúng ta tính là học sinh khá chiếm số phần trăm học sinh của cả lớp là ta lấy 100% trừ đi mở ngoặc 25% cộng 15% đóng ngoặc bằng 60%. Câu trả lời là gì? Học sinh khá chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là 100% là tổng số phần trăm của cả lớp trừ đi mở ngoặc 25% cộng 15%. 25 cộng với 15 bằng 40, 100 trừ đi 40 bằng 60%. Như vậy, học sinh khá chiếm 60% số học sinh của cả lớp, mà học sinh khá là 120 em. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm 1%, ta sẽ lấy 120 chia cho 60 để bằng 2 học sinh. Và câu trả lời là 1% chiếm số học sinh là 120 chia 60 bằng 2 học sinh. Như vậy là 1% chiếm 2 học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm số học sinh giỏi và học sinh trung bình. Học sinh giỏi chiếm 25%. Thì chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 25. Và chúng ta trả lời là gì? Số học sinh giỏi là 2 nhân với 25 bằng 50 học sinh. Và học sinh trung bình là, số học sinh trung bình là 2 nhân với 15 bằng 30 học sinh. Như vậy chúng ta sẽ đã tìm được là số học sinh giỏi là 50%, học sinh trung bình là, học sinh giỏi là 50 học sinh, học sinh trung bình là 30 học sinh và học sinh khá là 120 học sinh. Chúng ta đáp số. Học sinh giỏi là 50, học sinh khá
120 và học sinh trung bình. Là 30. Học sinh trung bình là 30. Vậy bài toán 4 vừa rồi chúng mình đã ôn lại dạng toán tỉ số phần trăm. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.